Yo, 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 here we go. My name is Joe. I'm about to be on the Vietnam I Love Show. Don't you know? Oh, xin chào các bạn. Tên tôi là Joseph, tên ngắn là Joe. Tôi sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Nghề nghiệp của tôi là người doanh nhân. Tại bất cứ gì về kinh doanh thì tôi cũng hay làm. Thường thường là đa số là du lịch, ăn văn và bất động sản. Món đặc biệt nhất tôi thích chính là cà phê áo thịt luộc và mắm tôm. Và Joseph hy vọng cùng với các bạn sẽ đi khám phá nhiều nơi về đất nước Việt Nam. Cô mời một bạn lên trả bài cho cô. Cô mời bạn John. Cái này bạn John đứng đó. Tôi bữa nay không mặc áo đồng phục ha. Sao vậy John? Dạ áo em nó nhỏ, nó bị rách. Ôi trời ơi, hai cái rách đó. John chỉ cần đọc cho cô 4 câu đầu trong bài Tây Tiến thôi. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi. Nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi. Xài xài cao xương lấp, lập đoàn quân mỏi. Mừng lát hoa về trong đêm hơn. Các bạn nghĩ đi, đọc 4 câu mà các bạn nhắc John hết mấy câu rồi. Trời ơi, 4 câu mà các bạn nhắc John tới 28 chữ, tức là hết trơn 4 câu. Mấy điểm giờ các bạn? Trời ơi, John không thuộc bài rồi. Lần này nha, John chưa thuộc bài ha. Cô cho John thiếu nợ. Lần sau thuộc thiệt là thuộc cho cô đoạn thứ nhất nha. Rồi cảm ơn em về chỗ. Cô mời các em mở ra giùm cho cô cái đoạn thơ thứ hai. Ai đi trong mộc chiều xương ấy, có thấy hồn lao nẻo bến bờ, có nhớ dáng người trên độc mộc, trôi dòng nước lũ hoa đông đưa. Xin chào các bạn. Bây giờ Joseph đang học thêm cái môn văn. Tại vì cái môn văn của Joseph nó rất là yếu. Hôm nay Châu mới được biết, ở Việt Nam sau giờ học chính, các bạn học sinh thường đi học phụ đạo để củng cố kiến thức cho mình và chuẩn bị cho những kỳ thi. Lớp học thường ở nhà giáo viên, ít học sinh thôi nên sẽ tiếp thu bài giảng được kỹ hơn. Cô giáo của Châu hôm nay là cô Đoàn Liệp, một giáo viên dạy văn đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề. Châu đã rất ngạc nhiên khi thấy tủ áo dài đến hơn 100 bộ của cô, mà mỗi chiếc áo dài đặc biệt như thế nào. Các bạn hãy cùng Châu khám phá nhé. Bữa nay cô ôn tập cho tụi em đó, cô không đi theo cái thứ tự thời gian trong sách giáo khoa, mà cô đi theo cái thứ tự ở trên cái bản đồ địa lý của Việt Nam của mình. Nhưng mà các bạn nhìn coi rằng có mùa xuân, có mùa đông, có mùa thu của mùa hạ của các bạn chỗ nào không? Ngày xuân mơ nở trắng rừng, đây là hoa mơ. Mơ nở trắng rừng, là đặc trưng ở trên Tây Bắc là cứ hai tới mùa xuân thì là mơ nở trắng tết chặt cái khu rừng. Rừng xanh, hoa chuối đỏ tươi. Đó, thấy được chưa? Tới cái mùa đông đó thì tất cả hoa chuối đỏ rực lên. Bây giờ thì Châu đã hiểu, chiếc áo dài của cô không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật rất đẹp, mà còn là một giáo cụ đắc lực giúp cho học sinh có thể cảm nhận và ghi nhớ những tác phẩm văn học khó nhằn một cách dễ dàng hơn đấy các bạn. Ta về mình có nhớ ta. Mà có biết là Châu có biết hoa chuối không? Dạ, bây giờ thì biết. Con sông Đà, nó xanh màu xanh ngọc quýt, tuôn dài như một tháng tóc trữ tình, mà đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc, vung nở qua ban qua gạo tháng 2 và cô
khói núi mèo đốt như xuống. Hoa ban. Rồi. Khói. Đúng rồi. Như là đây là tóc. Đúng rồi. Vâng. Từ tà áo dài của cô, Châu có thể tưởng tượng ra những vùng đất đẹp đẽ của Việt Nam mà các tác phẩm đã nhắc đến, dù chưa đặt chân đến lần nào. Em ơi, Hà Nội phố. Các bạn ơi, khi mà mình nói đến chùa Một Cột đó, thì cái đầu tiên mà mình suy nghĩ đến đó chính là Hà Nội. Mà ở trên Hà Nội thì nghe mùa thu nó rất là đẹp, mà màu vàng là mùa thu. Thì lúc mà thấy cô mặc áo dài màu vàng này, chính xác là mình nhớ đến mùa thu ở Hà Nội. Đúng không các bạn? Dạ đúng. Thì trong cái chương trình của mình đó, thì có một bài đọc thêm về mùa thu ở Hà Nội. Thì bài đó là bài nào? Dạ, bài đó. Trong cái bài bên kia sông Cú của mình đó, có những câu là canh đâm hồ, gà lợn ngát tươi trong, màu dân tộc sáng bừng trên dây diệt. Đó là, thì đây là những cái nước canh đâm hồ. Em ơi buồn làm chi, anh đưa em về sông đuối. Ngày xưa cát trắng tảng thì. Đây là mùa dữ dạ. Về chơi thu bỉ nhìn nắng hàng cao, nắng mới lên vườn ai nước quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang giữ điền. Trời có biết là thu bỉ ở đâu không? Dạ theo em đoán thì hồi nãy mình bắt đầu ở Tây Bắc. Dạ. Sau đó mình xuống Hà Nội. Rồi. Nhìn xuống Trung có mặt cái này. Một tiếng đẹp nữa chứ. Thì nếu mà nói em nghĩ về áo dài màu tím á, chắc là nghĩ về Huế, không phải là Huế. Đúng rồi, áo dài màu tím là ở Huế. Mùa Huế thì là áo dài màu tím, đúng không? Còn mùa thu thì áo dài màu vàng. Còn về nó như vậy mùa xuân, mùa hè với mùa đông thì mặc áo dài màu gì? Đây là mùa xuân này đúng mùa không? Mùa xuân, hoa mai. Đúng rồi, mùa xuân thì có hoa mai. Mùa hè nóng bức, mặc chiếc áo dài trắng dịu mắt. Mùa thu thì đương nhiên là sắc vàng. Còn mùa đông lạnh lẽo thì màu đen nhung trầm mặc chính là màu cô chọn. À, cô ơi cô, em thấy cô có rất là nhiều áo dài. Cô có bao nhiêu cái áo dài không? Thật ra đó thì cô chưa bao giờ cô đếm hết ấy. Dạ. Cả trăm áo gì đó cô cũng không biết. Nói như vậy trong mấy cái áo dài cô có, cô thích cái áo dài nào nhất? Cô thì là cô thích màu tím. Cái áo của cô nó sẽ là giáo cụ cực quan luôn. Khi cô dạy thì các bạn phải là nhìn vô cái áo của cô là các bạn nhớ được. Từ khi đi thi đó thì các bạn chỉ cần nhớ cái áo của cô thì ít nhiều gì các bạn làm bài cũng được. Khi mà vẽ lên áo đó, thì cô chỉ tượng trưng thôi. Và cô lấy cái trọng tâm, cái ý chính của cái tác phẩm đó và cô đưa lên áo. Cô muốn làm sao mà truyền cái văn hóa Việt Nam này, cái hồn dân tộc của Việt Nam đến cho học trò cô. Áo dài là một hình ảnh vô cùng đẹp của người phụ nữ Việt. Tuyệt vời hơn khi những chiếc áo dài đó lại mang thêm nét đẹp của nền văn học Việt Nam cùng với những hình ảnh, những lời thơ tươi đẹp ý nghĩa về quê hương xứ sở và trên hết là lòng yêu nghề giáo và sự tận tụy với những người học trò của mình. Thank you.